Mẹ cho con đi học xong mẹ đi lấy xà lách ra chợ bán khi thì quay lại tìm bố nhé. Vâng. Bố ơi. Bố. Chắc bố đi đâu rồi con ạ? Tí nữa mẹ con mình quay lại cho nhé. Vâng.
chai đấy sao đủ anh? Sao đủ ấy chị?
Bác bán thế nào chị? 5.000 một lạng. Vâng. Cho em 10.000. Hai lạng. Hai lạng tươi anh. Của anh 10.000 anh ạ. Hey!
Ây da. Wow. Ơi, mệt đâu. Cậu nha, chỗ này ngồi chặt, từ từ. Ăn mì tôm à? Đây con. Ăn mì tôm. Ôi, đau con. Đây, rồi ô. Chỗ nào ấy? Chỗ nào mẹ đấy? Yêu này. Chỗ nào ấy? Đúng không? Đau chứ, lúc này bố bị cộc. Đau không con? Ừ. Đi, cộc ở đây đâu đấy. Đây, đi mà chưa này bố cho bị ăn tôm. Từ từ. Rồi, ok. Đấy, bố ăn mì tôm rồi chưa hết đây này. Đây. Cộc cái đây này, đây. Đấy. Nhọn mắt đây này. Ok. Sợ không? Sao anh biết về mà đến đây? Em đi, em với con đi lấy salad về xong là lên tìm anh trước rồi nhưng mà không thấy anh. Cho anh đi làm. Xong mấy con lại đi lấy salad bán. Ui, nóng quá. Tí nữa quay lại tìm anh. Từ từ. Đấy. Giỏi nhé. Nay anh làm đâu ấy? Hôm nay anh tìm được việc làm rồi, đang làm ở công trình đó. Hôm trước anh đi đâu mà em cũng lên tìm nhưng mà không thấy. Đó, anh để lại thư ấy. Anh về nhà mẹ. À. Hôm qua anh mới lên. Bà nội khỏe không anh? Bà nội vẫn khỏe thôi. Đi về thăm bà một tí. Anh chị các cháu vẫn khỏe chứ? Ừ, anh chị vẫn khỏe thôi. À. Ăn thử rồi. Ngon không con? Bây giờ hay là anh về ở cùng mẹ con em đi. Ở đây nó có đảm bảo đâu, thôi vào sớm chớp là rắn rết kiểu. Nhà em tuy rách nát nhưng mà ít ra còn hơn là ở đây. Về ở cùng mẹ con em đi nhé. Anh thì cũng chỉ ở tạm vài hôm thôi. Còn vẫn đang chờ kết quả đó. Xong là chờ kết quả, có kết quả rồi thì nếu mà mình mà lấy được nhà thì có khi cả hai mẹ con nữa cũng về ở cùng luôn. Nhưng mà trong thời gian ở tạm thì anh cứ về ở cùng mẹ con em đi. Ở đây có đảm bảo đâu. Đây này. Anh chờ. Ở góc thế này làm không ở được. Ở tạm với em mẹ nhưng chắc anh chờ vài hôm nữa xem như thế nào. Đây này sâu xiết các kiểu đây này. Một tối anh sao mà ngủ được. Không sao. Nhờ, bên nhờ. Con bảo bố về ở cùng mẹ con mình đi. Bố cũng sẽ về thôi nhưng mà bây giờ bố chưa về được. Cho con. Bố cất nha. Nhà ăn cả phần của bố. Bố ở hơi chật một tí nha. Không sao đâu, nhưng bây giờ bố có việc làm rồi. Bố đi kiếm tiền được rồi. Bên muốn bố về ở cùng mẹ con mình không? Thế. Bố về con đi. Đấy. Bố ở tạm đây vài hôm nữa xong là bố sẽ bố trí về với con nhé. Con chờ bố nhé. Chờ được không? Con chờ bố mấy hôm nữa nhé. Để bố giải quyết công việc xong bố về nhé. Ngoan lắm. Thế thôi thì anh cứ suy nghĩ thêm đi. Để con em lúc nào cũng chào đón anh. Mặc dù nhà rách nát thôi nhưng mà để con em lúc nào cũng ra hai tay chờ anh nhé. Dạ. Thôi, bây giờ Ben với mẹ về đi. Thế xong là còn dọn dẹp nhà cửa xong là mang chuẩn bị đồ con đi học. Ben về nhá. Thơm cái. Thơm một cái. Thơm bố. Đấy. Thì bố cứ suy nghĩ thêm đi nhá. Ừ. Bye bye. Chào mẹ con nhé. Đi cẩn thận con đây. Ui ui. Đấy. Chỗ này hơi chật. Em đi đây nào. Mình chào bố nè. Chào bố. Bye bye. Chào bố nhá. Đi cẩn thận nhá. Bye bye. Bạn bố, mẹ làm thịt nướng cho Ben ăn nhá. Vâng.
Bên ơi. Hả? Cái gì mẹ? Đang làm gì đấy con? Chơi trò. Nhìn con này, nhìn con này, chị đốt, đốt nha. Đã xong chưa? Xong lên rồi con ạ. Con miếng. Chín chưa? Chắc chín rồi. Để mẹ đi lấy xong quyền lấy. Vâng.
tí nữa con. Làm được rồi. Đây đây đây. Mày chịu tay đi. Ừ. Cho bên nhá. Quấn này vào. Thơm lắm. Không mẹ bán hết cái rau này rồi, cái này rau mình lấy ở vườn mình ít quá, không bao bán, mang về ăn nhỉ, con nhỉ. Chú ơi, Tài ơi, à. Có nhà không? Ô, bà ngoại. Ô, Tài à? Không bột này, bà mang về. Bà mệt không bà? Đi đường mệt không? Đi hơi hơi mệt một tí thôi, nhà. Cố gắng. Đi đường mệt không bà? Thì con lấy ghế ra cho bà ngồi nghỉ nhé. Ngồi nghỉ một tí, úi dồi. Có được kêu bé ngoan không? Khỉ ngoan nhá. Ngoan bà mới yêu nhá. Vâng. Ôi giời ơi, đi đường mệt về đây là nhìn thấy Tài là làm đỡ mệt hẳn đi nhờ. Này bột bột gạo nếp hả bà? Bột gạo nếp đây con ạ. Gạo nếp ngon đấy. Thế ông ở nhà có khỏe không bà? Ông già này khỏe rồi, ăn được cơm rồi, ngủ được rồi. Không lo nữa rồi. Vâng. Thế may có bột gạo nếp ở đây, hôm trước con đi lấy được ít trứng kiến, thế tí nữa mẹ con mình làm bánh trứng kiến ăn. Ờ đúng đấy, nhờ. Nhà nữa, nhờ. Làm bánh trứng kiến. Bột gạo nếp ngon các bà nhỉ? Ờ. Thế bà ở lại chơi với Ben nhé. Con tranh thủ đi lấy lá xong về mấy bà con mình gói bánh nhé. Được rồi. Ben con cứ đi đi nhá. Để bà ở nhà với vâng. Cháu cái nhờ. Sướng rồi, nhà hai bà về vào thăm Tài vui quá. Tài yêu lắm nha, bà nhớ Tài nhiều lắm. Tài có nhớ bà không? Có. Thì bé ở với bà nha. Mẹ đi lấy lá làm bánh nha. Vâng vâng.
lên để bà tranh thủ làm cái con bà lấy nước vào xong là đi lấy nước tiếp xong về để nhào bánh này, nhào bột này. Nhào bột nha, đổ bột ra đây nhờ. Để bà làm bánh chứng kiến cho con ăn nha. Vâng. Ngon lắm đấy. Lấy bột. Bà không mở được à? Ừ, có chứ. Bà mở được thôi nào. Xách đi xa quá thì nó thích vào. Bà đi lấy lui ra để bà lấy đấy bà múc ra. Bà lấy bát bà múc cái được chứ. Hơi cái tay. Hơi cái tay. Bột mịn thế cơ mà. Ngon thế cơ mà. Bột mịn thế cơ mà. Thế chứng kiến đâu bà? Chứng kiến đâu? Đấy. Trong nhà đó. Thế là nhào muối mì chính. Bao là nuôi cho bà ấy nhá, xong chút nữa con mới thấy được. Có đứa cho con à? Xong chưa? Bướng quá nhỉ con ạ. Bánh bánh rồi đấy. Ừ. Giải ra ngoài cho nó rộng nhá. Béo ơi. Béo ơi. Béo ơi. Cho ăn miếng nước à. Sao bà sẽ nói béo ấy? Mềm.
buồn mì yêu. Xong rồi, bây giờ chờ bà mẹ nhá, chờ mẹ lấy lá về mình gói xong rồi mình đặt lên nhà cho bà chó đặt lên sôi một lúc là được nhỉ. Thế bây giờ bà lên đây chơi với con rồi xong mấy hôm nữa đi với bà về với ông không? Có. Yeah. Có ai ở nhà không? Có bà ơi. Chỉ cần những anh không ạ? Ừ. Ồ, Ma Liêu à? Ừ, Ma Liêu đuổi à Thông. Lan hơn lại có bút để mà thằng nè. Ôi con mới lúc ra cả đẹp bè ông ăn to ngoa mà to hết bảy thay à. Ba ba đuổi mày quá giá. Đang vậy nó ba ma nó. Ba ma hương nó hết tan bảy thay mà kín đó. Nó mát nó to thái ăn nhân. Thái ăn kiểu con. Xong rồi bảy sáu nhân. Bên này, bên đi ăn rót cho mà bà Tuyển một cốc nước đi con, đi. Vâng. Ê, các bà nhá. Giỏi thế nhỉ. Để bà còn đấy. Alo nó. À phải này phải. Nghĩ áp hình cả cái y vậy mà. Không hoạt xả. Chín nhá. Giỏi thế nhỉ. Không mời báo nữa. Không mời báo nữa. Con cắn cái cá cứ xoay. Con ăn đúng mất đấy nhỉ. Ăn chân cá. Nghe à? Ừ. Không, cái ô giống này nè. Nè. Không thấy. Cháu ăn đứa này mới lại đi. Mi hổ ông ma ăn tổ không ăn nghỉ với tôi vừa tôi muốn tôi kinh á. Bảo ấy để bà làm xong này không bỏ bè mai nha. Ô ma ô ô thằng ma tổ ba ba mà leo á. Ừ mà leo ông tổ ông ma tổ hết rồi lúc ở đây y tổng. Ừ ba mà hường ông ba đừng 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 đặt cái con ơi để một cái gì về mình ma đặt vào cái kia đó con ơi nào. Ông mình nửa phải sao ý nữa mà. Đây nữa này, con này. Ba thế sao sao thịt xong bắt đầu sao thịt tới ấy xong bắt đầu mới cho trứng kiến. Xong bắt đầu được rồi bắt đầu mới cho hành xuống sau nhá. Kiểu bằng mà trùng mà ăn hàng. Giao ở chỗ mẹ lấy về đây cho bà tí. Hấp tủ nhá, bớt sơn cà phê hắn nhá. Lúc nãy bà vừa thấy rồi này. Bà vừa lấy ở đây đâu rồi? Hay là bà đặt đây đây rồi? Nè. Đây rồi. Than ăn hố đây mà. Nó. Ông nhìn khổ lắm này cái ấy. Thêm làm sao đủ? Ngon cả thôi. Ôi, cứ hãy cái này thôi, ổ ăn ổ chạy thịt hết. Cứ để đi đấy. Cứ để phá chạy đi. Nghe được thì anh ra mắt khỏi đó. Có gió nó nhỏ đi. Cháu không ăn gì nữa. Cháu còn méo rồi.
Cho bà Âu múc nhà Âu nha. Anh này hết bạn đét mà bút thưởng chút khổ khổ mình là hết bạn đét. Đây là cái nồi ra nhé. Ừ. Chị cứ chọn cái lá bé nhá. Chà tránh mẹ. Xong lúc ốc hơn mà có phải làm cái tông dùm hộp cái quá mà lẩu bay nâng mà quá đấy cho con khăm này hết bút đèo á. Ừ. Thôi không lấy được nơ lăng bên non đèo dán nhắc cái này bút ấu sắp bay không biết gọi đâu mà vì mà biết đúng ngày ở lớp từ nào nó còn ngưng nữa không à mà chứ ông cắn thế cũng phải thôi bởi vì là cái nhân của nó đã bằng nhưng mà nó không nhiều chứng kiến như thế đâu nó có đa số toàn là đâu, thịt băm thôi ý nâng á. Ừ. Ơi con ngó bê thử điện alo dí trong đi đây điện thoại cái anh điện ngó điện đấy mà đúng. Ừ. Hả? Ơ? Cho con à? Này để cho nó này, nè. Con lấy lên. Chùm vào với con nhau. Đi học con được dạy gói bánh rồi đúng không? Nó tóp đi, nó chảy nước ra hết. Chảy. Cho nên con đảo mới hai phát. Mới đảo đâu. Cái nào bà? Tiếng mà từng ăn này này nó hẳn mấy tiếng là tiếng gáy à. Ồ này chú mắt xoay không ạ? May quá. Mình nói là à để anh cần hết tức chẳng à. Chẳng luôn. Ừ, quá mồm. Theo tạo heo nên bà chữa. Bà chữa 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 phên đi. Chữa 105 tuổi. Ừ. Chết hả? Làm gì mà bánh hồ tỏ trùng tả người hồ ngâm bố chư lên cần hai ón luôn lên à rồi mì phần hồ đúng nè cái rùa mà ngu lè chó cắn nè quá đến anh nghiêng hắn năm ấy anh à bạn này nó hai phê khứng này phải hở mình khứng đúng này thuốc á vậy hai khứng chụp 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 lệ ngon thật đấy. Ô, thịt ngon mà. Cái nào xanh xanh thế thấy nguy hiểm. Không, chín hết đâu. Rồi. Ngon lắm nha. Cái này chân lưỡi đéo. Cái này chưa không đạt được. Alo, cái này ho lướt đéo mà. Hết ô nhá. Mình cái nào ớ thì cho con nhá. Alo, nhiều cái vớ lắm. Nó. Đây này bà ăn ngon rồi. Ngon lắm. Cái tết tết đó. Đây. Đây. Ăn đi. Nấu. Còn chưa dậy được.
cay quá hả? Là thức rồi nhưng mà ba ngon quá, ngon lắm, quá thế chưa? Mua vào đây người ơi. Ba đồ la bẹn á. Ô dư lắm mà. Dư lắm. Rồi. Ừ. Lại dư á rồi. Bữa mi phải đến cái sở bà ấy lại giấu đi. Ăn cơm sáng cơm đấy nhỉ. Còn thấy. Bà nhỉ chắc còn thấy cả mà cho ăn nhiều con ong ấy. Ngon mà, thôi không biết ăn cho trời. Mà ăn xong rồi tí nữa bà mang cái này về cho các con ăn với nhá. Vâng. Cho thì bà đem đi thôi. Vâng. Khi nào có thời gian bà sang chơi con nhé. Vâng. Vâng. Khi nào con lại làm bánh khác. Đi nhá. Có bà đi chơi. Nhầm cầm bánh không rồi đi rồi ăn nào. Cái bánh trời này ăn. Là các bà về hết rồi. Mày ăn không? Bây giờ cái bánh hôm nay ngon thật đấy nhỉ. May quá có các bà về ăn cùng. Ngon thế này luôn. Sợ khóc. Lâu nước mắt đi nào. Lâu đi. Có ăn bánh không? Không. Uống nước không? Mẹ yêu. Con khóc nha. Đấy, khóc là được nha. Uống nước con uống nước. Chưa? Cái tình hình thằng Báo bây giờ như thế nào rồi? Lâu bà không thấy. Anh Báo đợt trước đầu tư đất đai, bây giờ mất hết nhà cửa rồi bà. Bây giờ đang ở tạm ở trên gần sườn đồi kia kìa. Thế á? Thế nó mất kiểu như thế nào? Bây giờ thì nó ở đâu? Anh ấy bị lừa hết tài sản, xong là người ta thế chấp nhà hết rồi bà. Rồi bây giờ ở tạm ở trên kia thôi. Thế là công cốc làm bao nhiêu năm nay là mất hết. Vâng, đấy. Mất hết. Sườn đồi là chỗ nào? Thế là nó nằm ở cái nào, nằm bụi à con? Vâng, bây giờ anh ấy đang ở hang ở hốc ở trên kia bà. Xong là con bảo là về ở cùng với mẹ con em nhưng mà anh ấy không về. Chắc anh ấy ngại hay là kiểu gì đấy, con cũng không hiểu được. Đấy, từ mình làm từ mình phải hứng chịu ấy. Vâng. Con đang ở trên đấy thì con đã khuyên nhủ nó chưa? Con khuyên rồi, con còn bảo là về ở cùng mẹ con cơ. Nhưng mà anh ấy không nghe bà. Thế con đưa mẹ lên xem nào, đi xem là con để mẹ kiểu gì nào. Xin thể có mấy cái bánh mang cho anh ấy luôn nhỉ bà nhỉ? Đúng rồi. Mang bánh lên xong là để cho mẹ xem tình hình nó ra sao. Con mình cất xong rồi đi nhá. Ừ. Nào, xong là cất các thứ đi xong là dẫn bà ngoại lên xem bố của con nhé. Đấy, chờ mẹ đóng cửa xong là đưa bà ngoại lên xem nào. Thằng Báo nó ở đâu ấy nhỉ? Thằng chơi nhà con. Anh ơi. Bố ơi. Bà ngoại lên thăm anh. Chào, con chào bà. Ôi trời ơi. Bên này giò lo, vâng. Con chào bà. Bà đây ngồi đi. Bà đến lâu chưa? Bà ngồi đi. À, ngồi đi bà. Này con đang ở tạm thôi bà. Bà cẩn thận cộc nhé. Bên này thì sao mà ở được? Tối rắn rết đấy con ơi. Con ở tạm vài hôm đấy. Em lên trên. Con bảo là anh ấy về ở cùng mẹ con em. Các con nghĩ lại đi. Cộc. Lại trong là về dưới nhà với con ở thôi, mẹ con ở dưới thôi, đừng ở đây nữa. Hôm nào chưa đến cũng bảo con rồi nhưng mà con đang chờ giải quyết nốt công việc bạn. Thế nào giải quyết xong thì sẽ tính tiếp. Cố gắng thôi, xong là vì đến nhà xua thì hiện tại thì cũng gây khó khăn cho xua ấy, mắt thì cũng như thế.
Không sao đâu con ạ. Đấy khó khăn thì vợ chồng thì lúc khó khăn thì phải hùng bọc lại với nhau. Xong là xuống dưới kia xong là tìm công ăn việc làm thế nào. Con bây giờ cũng tìm được vào việc làm rồi bạn. Tuy là cái việc làm nó cũng tạm thôi nhưng mà cũng không phải lo về việc làm đâu. Có mỗi cái chỗ ở thì trước tiên là cứ tạm bợ đó. Để chờ công an họ giải quyết cho. Hôm nay mẹ con em làm được ít bánh tráng chiên mang đến. Ngon thế. Đấy mẹ mang gạo lên không là cho mẹ Thu làm bánh mang lên cho con này. Nó khổ quá. Ngon thế quá nhỉ. Rất là ngon. Thôi đấy bây giờ phải chờ như nào công an người ta giải quyết xong thì con suy nghĩ lại xong là về với Thu để cùng nhau làm ăn rồi giúp các con còn học hành đến nơi đến chốn, không chống khổ thế này mãi được đâu. Nếu như mà anh cảm thấy như kiểu gánh nặng cho mẹ con em thì anh đến làm một cái lều cạnh mẹ con em ở, chứ ở thế này sao mà ở được. Nếu mấy hôm nữa mà không giải quyết được thì anh sẽ cái tính. Thôi bây giờ mẹ tính thế này, bây giờ là các con thì bên mẹ Chua thì có một cái nhà gọi là tạm ở được. Thì con xuống đấy xong các con hòa hợp lại với nhau, hai con suy nghĩ lại xong cùng nhau làm ăn thôi con ạ. Vâng. Không phải mỗi người một nhà đâu, còn có hai con nhỏ, còn có con nhỏ nữa, nó còn bé. Đi hộ nhau chung non con và mình đi làm thêm là được mà. Thì anh cứ suy nghĩ thêm đi. Rồi anh sẽ suy nghĩ thêm nhưng mà cũng đang muốn chờ giải quyết xong thì mới. Mẹ này sâu kìa. Mới tính tiếp ấy. Cái bánh này mẹ với em mẹ làm. Mẹ mang ăn bột lên ngon thế nhỉ? Mẹ Chua làm ấy, Chua là làm. Rất là đẹp. Mang lên cho con bánh tráng chiên. Bánh tráng chiên. Bà mang bột xong là cái tráng chiên hôm ngon. Em đi lấy được. Ngon. Ăn qua. Miếng thôi. Qua chưa? Ngon nhỉ. Bán thêm một cái đi. Bán thôi. Bán đi, bán đi. Bán thôi, bán cái này thôi. Bán đi. Rồi. Bên của anh thì có. Ngon. Đây. Bên của anh không? Cảm ơn bà nhé. Bánh của bà ngon thế. Bánh của anh làm à? Cái bà vừa có ý kiến này. Con muốn là cũng chờ vài hôm nữa, bây giờ con mà về thì cũng lại gây khó khăn, gánh nặng cho Thu ấy, thì cho con vài hôm nữa thôi. Nếu mà không được ấy thì lúc đấy là con sẽ tính tiếp. Con cứ tính toán làm sao cho nó hợp lý. Không đến này không được. Bố ơi, hả? Bố về với con đi. Bố à? Bố về con đi. Bố cũng muốn về mà, nhưng mà con chờ bố mấy hôm nhé. Chờ bố mấy hôm nhé, rồi. Chờ bố mấy hôm. Các con làm sao mà thu xếp được xong là xuống chung học lại với nhau thế thôi. Vâng, con cảm ơn bà. Cho ông bà yên tâm nhé. Cảm ơn bà. Con xin suy nghĩ thêm đi nhé. Vâng. Chào bé nhá. Chào bố đi con. Mai lại rảnh lại sang với bố chơi nhá. Bye bye. Chào bố. Bye bye. Bà đi cẩn thận nhé. Bye bye. Về thôi con ạ. Các con ở đây thì bà ở lại chơi mấy ngày đã. Lần nhau nhá. Thôi, bà về ông. Bà ở lại chơi với cháu mấy hôm đã. Thôi con ạ, bảy bà đi về. Thế con gửi bà tí tiền đi. Thôi, nhá. Con cứ để lại cho bà chồng con không có con việc kiếm làm. Con kiếm được, bà. Để cho bà xin nhá. Một ít nhá. Ừ. Vâng ạ. Có thời gian bà lên chơi với cháu tiếp nhá. Được rồi, bà về nhá. Vâng, chào bà. Bà về nhá. Bye bye nhá. Còn giống rau bán không? Có chị ạ. Em lấy cái gì? Em này chắc là bầu, đầu hay bí. Còn cái này? Em lấy cái này cái gì? Bí, bí, bí sư. Ê! Ê! Tại sao đi cuốc vậy?
thấy cười. Con này nhặt quả này ăn từ nãy. Ốc chuông đâu? Tới nước là được tập phần có. Vâng, 25. Vào đây con ơi. Vâng. Đi đi cuốc vườn đi bên này. Vâng. Nhiều quá rồi, con mang đi hết rồi. Thank you.
xịt tay uống nước này. Ôi trời ơi, thật ngã thôi. Phải xin nhắn kết hộ mẹ nhá. Vâng. Hôm nay dậy rồi uống không không, cái đấy trồng luống khác cơ nè. Đi chung mẹ. Đợi mẹ với. Vâng. Bố đi con nhá. Bố không có dép đi. Đi chân đất. Bố chân to chứ phải đi cỡ to. Thank you.
Con mình ngồi đây đợi bố tí nhé. Vâng. Mấy hôm trước mẹ thấy bố không có dép đi. Chân đất đau chân lắm. Chân của bố to nhỉ? Chân bố to trên mình phải chọn loại to con ạ. Đây. Đưa dép vào cho bố. Mấy con mình ngồi đây đợi bố tí nhé. Vâng. Con nằm không? Không. Mấy con mình ngồi đây đợi bố tí nhé. Nằm xuống với mẹ không? Không. Mẹ thử nằm chỗ bố nằm. Mấy lần nằm thế nào? Ôi ồ. Mát nhỉ? Sâu. Đang là sâu. Sâu á. Sợ lắm mà. Mẹ nằm đi rồi. Chào hai mẹ con nha. Chào hai mẹ con. Đến lâu chưa? Ngồi đợi anh lâu quá cho nên là ngủ biến đi lúc nào không biết. Anh vừa mới đi làm về thôi. Đi làm đâu về? Anh đi làm công trình mà. Xin được. Ơi, bình thường. Sao? Làm tốt. Khỏe không? Anh khỏe. Nhờ bố thôi. Yeah. Hai mẹ con vừa đi đâu về? Hôm nay có đi chợ không? Hôm nay em có đi chợ nhưng cho nó ở nhà. Yeah. Về nhà xong là em đưa nó đi ra chọn. À, chọn cho anh được một đôi dép. Hai mẹ con thì còn một đôi dép cho nữa à? Dép của anh hỏng hết rồi, còn gì nữa à? Đôi dép để anh đi. Mua cho bố đôi dép à? Bọn anh, đen giỏi thế anh nhỉ? Anh đi thử xem có vừa không? Ơi. Dép vừa luôn. Đấy. Rất là vừa. Dép vừa ấy anh nhỉ? Dép rất là vừa. Anh cất cái đôi dép đấy đi, đôi dép đấy hỏng. Nhưng mà lần sau không phải mua cho anh đâu. Anh có việc làm rồi mà. Có kiếm được tiền đấy. Đấy là tình cảm của mẹ con em dành cho anh. Anh cứ nhận đi nhá. Đây này, anh kiếm được tiền rồi mà đây, không ra mẹ con đâu rồi. Này cái này bố cho Ben nhé, cầm về. Ôi, mua, bố mua để mì. Lại bố mua thức ăn các kiểu. Mày con anh có rồi mà, bây giờ anh có công việc đều rồi. Cái này em cứ cầm cho Ben, thế Ben cầm cho ăn bim bim nhé. Được không? Xin bố đi, con xin bố đi bố. Ừ. Lấy mua bim bim ăn nhờ. Nhưng mà lần sau không phải mua cho bố gì đâu, bố khắc tự kiếm được rồi. Cứ lo, em cứ lo cho con. Cái tình cảm của mẹ anh dành cho anh mà. Thank you.
thuốc được đâu mà. Cái này đây. Đông cứng rồi. Không phải, chưa đẩy được. Mà phải đẩy mà đẩy gì ta biến mà. Lăn ra mà. Dao á? Bô.
rửa tay. Thank you.
xiên đặt lại. Nhiều lắm, lấy đi, bán không chín rồi là lấy đi. Ngoài đâu bên? Nhóm bếp nhé. Lúc làm riêng,
Hôm nay mẹ đi bán bí, bí này ngon lắm con ạ. Đây này. Bạn ơi. Ăn gì con? Anh đi làm về à? Anh có mua ít xương thì hai mẹ con lấy về nấu luôn. May quá hôm nay em đi bán bí. Lại có xương ninh bí cơ. Cảm ơn nhé. Đi vào đi. Hôm nay anh em đang nấu cơm à? Vâng, em đang bảo nấu bí ăn. Qua có xương em ăn đến. Không thì em cũng nấu bí không ấy. Hôm nay em đi chợ mua bí à? Vâng. Bây giờ tí đừng ạ. Em đi bán bí. Còn thứ hai quả con mang về ăn. Bên đây. Bên đây ngọt xoài với bố ăn này nhanh. Đâu rồi con? Vâng. Ui, mặt đèn xin. Hôm nay anh đi làm ở đâu ấy? À, anh vẫn đang làm ở cái công trình làm nhà của họ. Xong là tiện thể mua thức ăn về đây. Thế lâu quá rồi mình không ăn cơm với nhau rồi bên ạ. Thế bảo tí nữa em nấu xong là anh ăn cơm đây luôn nhá. Anh hai bảo hai đưa về để cùng ăn. Thế bảo con gọt xoài ăn đi, để mẹ ninh xương nhá. Thế ăn xoài không? Có. Nhiều thế nhỉ? Xương ngon quá anh nhỉ? Ừ. Nay anh chọn toàn cái ngon đấy. Ôi. Em đi làm có vất vả không anh? Cũng bình thường thôi. Công việc quen thuộc mà. Miễn là kiếm được công việc có đồng ra đồng vào là được anh ạ. Anh kiếm được tiền là được. Mình sai lầm thì mình làm lại từ đầu. Để em gọt cho. Ăn đi, ăn xoài với con đi. Mời em nha, mời Ben nha. Hôm nay đi chợ có bán hết không? Có mấy quả, 2-3 quả cho hai mẹ con nó mang về ăn thôi đằng nào. Bí này nhìn ngon nhỉ? Ngon anh ạ, bí đặc luôn ạ. Không có tí hạt nào luôn. Bí này siêu, chắc siêu dẻo luôn. Thế cái công trình đấy họ bao giờ mới hoàn thiện xong anh? Họ đã xong rồi. Tháng nhỉ? Mà họ đã xong rồi. Dạ, để anh gọt bí thôi. Còn một miếng. Cái này cho nó sôi xong em ninh thôi. Hôm nay Ben đi học như nào? Có được của bé ngoan Ben không? Đi học có được phiếu bé ngoan nhỉ? Được không? Cô giáo cho phiếu bé ngoan đấy. Mai bố
mua thưởng cho nhá. Con thích cái gì? Bim bim thôi. Suốt ngày bim bim. Trời ơi, bim bim, có gì ngon không? Con thích đồ chơi à? Thích gì ăn bim bim à? Thích đồ chơi không? Có. Đồ chơi gì? Robot à? Ăn tí no rồi còn ăn được cơm mà con, ăn ít thôi. Nhá. Tí no rồi không ăn cơm nữa đâu. Bố mưa sườn ngon lắm ấy. Con có ăn được không? Không. No rồi, để tí ăn ấy rồi con ạ. Nhá. Em đổ nước xuống rồi, tí nó sôi mình cho bình xuống là được đấy. Đợi một lúc. Có cái bàn này ăn cơm đây cũng được nhỉ? Vâng, ăn cơm hai mẹ con ăn cơm này. Giường để ngủ thôi. Anh ơi, hay là anh nhảy đi, về với một con em đi. Anh chưa? Không phải đâu, nhưng mà cái chỗ mình ở cũng chật chội ấy, thì đang bảo là cứ chờ xem bên công an họ giải quyết nào xong là tính tiếp. Bây giờ ở chỗ này chật chội cũng chỉ đủ hai mẹ. Anh có thêm thông tin về cái vụ mà anh bị lừa chưa? Anh cũng đang chờ. Vừa rồi cũng trao đổi với cái anh phụ trách, anh ấy làm anh ấy điều tra kia rồi nhưng mà cũng chưa có thông tin gì mới. Cơ quan công an thì nó vẫn bảo là chờ thôi anh. Đúng rồi, nó cứ bảo mình chờ thôi. Không biết thế nào. Cũng đang lo là không lấy được nhà. Không biết thế nào. Thời gian đợi thời gian nó cũng lâu ấy anh nhỉ. Ừ. Đợi cơ quan công an điều tra ấy. Đúng rồi. Thế anh ở trên trên kia có ổn không? Anh có thì che nắng được không? Anh ở một mình thì cũng không đáng lo ngại đâu. Một mình thôi mà. Có chỗ chui ra chui vào là được. Thế thì anh cứ ở tạm trên đấy xong là đợi kết luận của cơ quan điều tra thôi. Rồi. Anh cũng đang bảo là có kết quả thì nó đấy mới tính tiếp. Nếu có vấn đề gì thì các cơ quan chức năng báo với em với nhá. Ừ. Đây anh sẽ thông tin. Ben có muốn bố về với mình không? Thế ra. Ben lao cho bố đúng không? Ôi sôi rồi. Ờ. Sắp chín rồi đấy. Yeah. Đợi một lúc nữa. Để nó sôi một lúc nữa. Con lấy cái gì con? Cái bí này nó cũng mở nhanh thôi. Đứt tay nha con nha. Ôi bố anh cắt sắp đi. Ôi giời. Nóng rơi. Đây, đây ngồi đây. Ngồi xuống đi con. Ôi giời. Đấy, cắt ra xong dưới vào tay bây giờ. Nào bố đưa. Thành viên này. Em ơi, đi giải chiếu với anh đi. Cắt. À, lấy ra đây bố hộ lại. Đây mang hơi con. Lại ra ngoài ăn cho nó mát. Đây cầm hộ bố nào. Đường này. Đâu? Đâu? Đây. Ờ. Ôi giời ơi, ra xuống nào sợ. Rồi. Wow. Được rồi, con đi lấy bát cho đi, bố đi. Lấy bát. Con đi lấy bát đi. Lấy bát lấy đũa đi. Đây, bát đũa con mang ra. Đấy, đây, đây, ngã bây giờ, đi cẩn thận. Wow, nóng quá. Đây. Ngon quá. Đấy được không? Rồi, đi đi. À, mang đây. Ôi, mang cả. Con này em lấy một bát, lấy hai bát nữa con. Đi ngồi xuống ăn nào. Em, với đây ngồi ăn đi con. Đây con, ở đây ngồi ăn. Ngon đây là ngon luôn. Con ngồi bên này á. Ngồi bên này. Con khoan ăn nhá. Ngon đây là ngon. Anh ăn đi. Anh thử cái bí nào, hôm nay em lấy được bí ngon đấy nhỉ? Bí ngon lắm anh ạ, thơm mà dẻo cực kỳ luôn. Bí ăn như khoai ấy.
Ngon nhỉ? Ngon thế. Ăn đi con. Milu này tí ăn sau thôi nhỉ. Tí Ben cho Milu ăn sau nhé. Để em lấy cho làm mấy xương. Này Milu. Milu. Cho mình rồi nhá. Nhớ lại cho nó ăn nhé. Nhìn Milu ăn ngon chưa? Mày lên. Này nó có lấy ra không? Không, 10.000 một cân thôi ạ. Lâu rồi anh bố trí sắp xếp thời gian để ăn cơm cùng mấy con em nhé. Hơn một đôi, hơn một đôi, ba chả là gì cả. Quan trọng là Ben lâu lắm rồi anh không lâu lắm rồi anh không được về. Nên hôm nay mới khoảng một ít. Lúc nhận lương ấy. Nhận tiền ấy, không mang về. Lương họ trả theo ngày ạ anh? Nếu mà mình cần tiền thì mình lấy sớm, còn không thì họ cứ trả theo tháng. Có phải đi xa không? Đi lấy bí này có phải đi xa không em? Đi cũng khá xa anh ạ. Gần chục cây đấy, cây số. Thế cả? Họ trồng nhiều ấy nhỉ? Họ trồng nhiều, nhưng mà toàn bí ngon như thế này thôi. Nghịch con ạ. Ăn thịt nó mới lớn nhanh được nhá. Mày đi làm mày kiếm được tiền phải mua thịt cho Ben ăn nhờ. Đúng không? Ngon lắm. Đi ăn xong để cơm cho mà không đủ ăn. Biết luôn. Ngon. Ngon. Ngon quá. Ngon lắm rồi mới về được ăn cơm với Ben. Không múc thấy con. Ăn. Thôi con ăn rồi. Ngon rồi. Thôi anh đâu rồi? Muốn nước chanh. Cho mày dọn nhá. Ý ơi. Anh. Để anh cầm. Nó nóng quá. Đây uống hết nhá. Thôi cũng muộn rồi. Ăn thì cũng no rồi. Anh về đây. Nào lâu lại đến tao nhá. Lâu lâu anh sắp xếp thời gian về cho mẹ con em nhá. Bye bye. Bên chào anh về đây. Bye bye. Chào Ben nhá. Chào anh nhá. Milu Milu xong này. Ben hộp mẹ dọn chiếu xong này. Để mẹ đi lấy thức ăn cho cháu nhá. À không nghịch nào. Để mẹ lấy thức ăn cho hai con Milu nhá.
trong ra phải tốt hơn không chị? Không được mà cái này. Con này sao đủ?
Đấy, không phải đâu, phải để ấy ra chứ, nó thắt vào bây giờ. Đấy. Xong tí mẹ hướng dẫn. Đó, mẹ làm rồi này. Đấy, Ben biết hộ mẹ mà nhờ. Ben giỏi lắm. Này, đấy, không cẩn thận là xiên vào tay nhá. Đây, mình cầm xuống bên dưới. Em biết rồi. Biết chưa? Đây. Xong trước rồi à? Đây, đúng một giây thôi. Xong trước con rồi à? Ừ. Mẹ ơi, con này nó bị sao ấy? Quả đấy nó bị méo. Méo? Quả đấy nó bị méo mó. À, sẽ có ớt có trên đấy. Đau không con? Em ấy những cá ướt nè. Vâng.
của con này. Chơi này, bé. Đẹp. Đẹp không? Xin lốt nha, mẹ đi treo nha. Bé nha. Bên ơi. Hả? Nhanh nhanh tí về rửa tay của ăn cơm nha. Vâng.
nhà nhà dọn dẹp được. Đến giờ ăn tối rồi. Ben ơi, chuẩn bị rửa tay ăn cơm con ơi. Vâng. Tay chỗ nào? Chiếu cho mẹ giải ra trước cửa để ăn nhé, ăn cơm nhé. Vâng. Ăn cơm con ơi. Vâng. Ăn ớt cay được không? Không, không cay đâu con ạ. Hơi cay cay thôi. Ăn nhiều không con ơi? Có. Ba nhé. Ít rồi. Đói không? Cầm cái bát đi. Chào hai mẹ con. Vâng. Đang ăn cơm à? Với làm mẹ ăn. Ừ. Ê bố có quà cho con này. Phải không? Cùng mẹ con em luôn nhá. Đúng lúc thế nhờ. Bố mua cho con cái áo nhá. Tí nữa ăn cơm xong con thử này. Tí nữa cất đi. Tí cầm cẩn thận sách vào đây này. Cái này trong nhà đi. Tặng cho em nhá. Hoa đẹp thế. Em cảm ơn nhá. Ừ. Hoa đẹp quá, tí nữa em cắm vào nó. Anh ăn cơm cùng mẹ con em luôn nhé. Ừ. Cơm ngon quá nhỉ. Con này. Để mẹ lấy bát cho bố. Anh ăn cơm cùng mẹ con em luôn nhé. Ăn, bố đến đúng lúc quá nhỉ. Hai mẹ con mới bắt đầu ăn à? Vâng, vừa mới ăn thôi. Hôm nay anh đi làm về đâu? Cũng bình thường thôi. Làm cũng quen rồi mà. Công việc đều đều cũng quen. Ăn cơm cùng mẹ con em luôn. Quá nhỉ. À, mời em nhá, mời vâng. Ben nhá. Ông mời quá nhá. Ăn cơm đi. Vâng. Ngon quá. Đúng lúc bố cũng đang đói đây. Anh ăn nhiều vào. Ben ăn được không? Không. Ừ. Mẹ ăn thôi. Ben ăn đi con. Cắt thịt này. Không cắt thịt làm sao ăn được. Anh ăn nhiều vào. Có ớt này Ben cũng ăn được à? Ăn mẹ, được không? Mẹ ăn không? Hoa lấy đâu đẹp á? Anh trên đường về nhìn thấy hoa đẹp quá. Ừ. Đẹp không ta? Hái mang về cho hai mẹ con. Đẹp mất nhỉ? Anh ăn nhiều vào nhá. Ừ. Ăn đi. Có ăn. Mẹ ăn no rồi, ăn đi nhá. Mẹ nói rồi. Ừ, mà hết rồi. Hoa đẹp không Ben? Ừ. Ben ơi, hoa đẹp không? Không. Ba bố lấy về đẹp nhỉ? Thích thật đấy. Đấy, thấy lâu lâu anh về ăn cơm cùng mẹ con em cho mặt anh đỡ buồn thì có phải tốt không nhỉ Ben nhỉ? Thì bố một mình mà. Không, có mỗi hai mẹ con mình ăn cũng buồn nhỉ? Đúng không? Ngon. Cơm ngon.
ớt hơi cay. Ớt này ăn được ấy. Chưa? Nó lắm rồi. Ăn cất luôn nhá. Con này. Thế hôm nay bố mua cho Ben cái bộ quần áo mới à? Đây rồi, bố lấy cho Ben. Đẹp thế. Thế đây mẹ xem đã. Ben ơi. Nha, nhiều chưa? Đẹp chưa? Nào con đứng đứng dậy thử nào. Dậy con thử nhá. Đấy. Nào, thay luôn. Con mặc luôn nhá. Nào. Vừa thế. Vừa. Xinh trai luôn. Đẹp thế nhỉ. Xinh trai luôn. Nhìn đẹp trai hẳn ra luôn. Ê. Đẹp thế nhỉ. Hoa tặng mẹ, quần áo tặng con. Ôi trời ơi, bố. Nhớ thế nhỉ. Thích không con? Thích không, con thích không? Đẹp không? Cái bộ này mặc vừa không? Vừa rồi, đây này, đứng dậy lại hộ mẹ đây nào. Đấy. Đẹp quá anh nhỉ. Con đẹp không con? Đẹp không? Vừa thấy không? Vừa như riêng luôn. Hiểu thế. Thế phải càng chịu khó học nhé con nha. Mai bố lại mua cho mấy bộ nữa. Vâng, được không? Được chưa? Vâng. Quá anh nhỉ. Bố về lên đây. Bố về chiều còn đi làm đúng không? Bố về còn đi làm nhờ. Hai mẹ con lại nhá. Bye bye. Thời gian bố lại đến chơi nhá. Bye bye. Chào bố nhá. Bye bye. Chào bố nhá.